Sau 9 năm tồn tại độc lập, năm 2023, lần đầu tiên Nghị quyết 01 về các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết 02 về các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh được tích hợp thành Nghị quyết 01 của Chính phủ. Nhiều chuyên gia khẳng định đây là một cách tiếp cận mới trong việc thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh. Nhiều chuyên gia cho rằng việc gộp Nghị quyết 02 và Nghị quyết 01 trong năm 2023 nhằm khẳng định cùng với các chỉ đạo điều hành của Chính phủ thì cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng trong điều hành và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Theo nghị quyết, trước ngày 20 tháng 1, các bộ ngành địa phương phải hoàn tất việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. Là cùng với cái chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong cái phát triển kinh tế xã hội thì môi trường kinh doanh là một cái nhiệm vụ quan trọng của điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Thì tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận mới của Chính phủ cũng sẽ là phù hợp và nó cũng không làm giảm đi cái áp lực cũng như là cái động lực về cải cách. Chúng ta đưa ra một cái công thức phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế một cách có hiệu quả hơn và doanh nghiệp tiếp nhận cái môi trường, cái sự cải thiện về môi trường kinh doanh và cái sự cải thiện về thể chế một cách trực tiếp hơn. Cho nên cái việc gắn hai cái nghị quyết này chính là chúng ta đã làm hai việc cùng với một cái mục tiêu là nâng cao cái năng lực cạnh tranh cũng như cái sức chống chịu của nền kinh tế. Và tôi nghĩ đây là một cái sự cải tiến trong việc hoạch định chính sách. Dù đã có kết quả tích cực trong năm 2022, song bước sang năm 2023, kinh tế Việt Nam bắt đầu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố trong nước và quốc tế. Nhiều nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang dần giảm tốc. Các dấu hiệu bất ổn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đang dần hiện rõ. Trong tháng đầu năm 2023, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ và tăng gấp 4 lần so với doanh nghiệp thành lập mới. Chúng tôi cho rằng là nếu mà nhìn những nhóm giải pháp nằm trong Nghị quyết 01 cũng thể hiện những ưu tiên, những trọng tâm, những cái định hướng của Chính phủ và những cái nhiệm vụ mà các bộ ngành và các địa phương cần phải làm trong năm. Thì cái đấy nó thể hiện cái tầm nhìn, thể hiện những cái mong muốn thay đổi của Chính phủ. Cho nên là phải nói rằng là các doanh nghiệp cũng như rất nhiều bên có liên quan thì rất là chờ đợi Nghị quyết 01 này. Các chuyên gia cũng khẳng định những chỉ đạo và giải pháp mà Chính phủ đề ra là rất đúng trọng tâm, đúng mong muốn và đúng thực tế. Nếu khâu thực thi tốt, cộng thêm cơ chế giám sát tốt thì chắc chắn sẽ tạo ra được lực đẩy mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.